Tôi sẽ cùng em đi chung một chuyến tàu, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không cùng chung điểm đến. Tôi sẽ dừng lại ở một sân ga nào đó, biển nơi đó là một nơi hoàn toàn. Ôi đã là mặt nước khổ thu, mỗi độ trắng về ngã nghiêng xoay bóng. Nếu không đợi trăng xưa để ru từng cơn sóng thì biết đợi gì đây, khi vạn kỷ nhân gian chỉ là một anh trăng buồn. Một khoảng trống vô liêu đến khát dòng tuổi xuân theo theo từng cơn sóng, vì người tôi yêu chưa tìm ra hạnh phúc thì tôi biết lấy gì để thủ tỏ giấc mơ đời. Nếu điều đó làm cho em vui thì tôi sẽ không bao giờ khuyên em nữa, miễn sao em cảm thấy hạnh phúc nguyện rồi. Em ơi, dù hoàn cảnh có ra sao thì anh cũng là người tình bị phụ, nhưng không có người tình bị phụ nào lại bỏ rơi người mình yêu. Anh ra đi là để cho em có thời gian nhìn lại cuộc đời và suy nghĩ. Chứ cuộc đời anh đã chịu nhiều tâm tối, nó đeo đặng bên mình tư định mà nghiệt cái, qua dù hôm nay hay nhiều năm sau nữa, tôi vẫn yêu em yêu đến cuộc đời. Thay vì là người bạn đồng hành thì tôi xin làm người Ngọc giống Hồ Minh Đương vậy đó.